vì hồi xưa cái da mặt mình xài bất kỳ cái sản phẩm nào á, nó cũng bị khoảng một thời gian sau nó bị dị ứng nhẹ lên. Nhưng mà qua cái tìm hiểu mà trên mạng cái mình search ra đó, cái mình đến mình hỏi thử, cái mình coi cái kem mình thấy nó cũng hơi lạ lạ khác với những sản phẩm mình đã từng xài qua. Mình nó không kệ, mua đại về xài thử. Nhưng mà xài lúc đầu thấy nó bị ngứa dữ dội lắm. Tại vì trong cái thời gian đầu là một tuần lễ là mình phải tại vì nhân viên có nói trước rồi là mình phải bị dị ứng như vậy đó. Cái mình cũng lo sợ lắm. Cái khoảng 10 ngày trở đi, cái mình thấy da mình cải thiện từ từ, cái ok. Cái khoảng chừng gần một tháng thôi thì mình gặp bạn bè hay là khách hàng của mình á, hồi lúc này nó da chị sao đẹp, cái mình nói đẹp không, cái nói đẹp, cái mình nghĩ là chắc cũng ok, chắc cũng là hiệu quả rồi đó. Thành ra mình thấy vậy thôi kệ, sẵn mình có cái cửa hàng ở nhà đó, cái mình mới kèm bán thêm cái kem này luôn, cũng như ở bên đây chiết khấu 1% cho mình. Kính thưa quý vị, sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm thì chị Phượng của chúng ta đã đạt được những hiệu quả khi mà sử dụng sản phẩm và đã bắt đầu chia sẻ cho những người thân yêu của mình, và bây giờ đang là cộng tác viên của EV Princess. Và Trâm mới nhận thấy là làn da của chị bây giờ là đang tiến dần đến một cái giai đoạn hoàn hảo rồi đó chị. Lúc đầu mình xài kem mà mình rất là sợ, thì mình đã từng xài qua rồi, mình sẽ truyền đạt lại cho khách để cho họ an tâm họ xài. Khi mà dòng sản phẩm này tốt và hiệu quả như vậy và đến được với đất nước Việt Nam cùng chia sẻ và giúp cho các chị phụ nữ Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn, thì chị có cảm nhận như thế nào? Khi mình đã chọn được một sản phẩm mà rất phù hợp với mình thì mình rất là vui mừng. Tại vì đâu, đúng là hạnh phúc. Tại vì không phải là những cái sản phẩm như mình đã từng xài qua là Shiseido nè, Kohui nè, nó là mắc tiền hơn những cái dòng này luôn á. Nhưng mà mình xài cũng là nó cũng tốt, nhờ nó dưỡng thôi, nhưng mà nó không có chữa trị và cái phục hồi hay là tái tạo gì đó, nó chỉ là dưỡng thôi. Còn cái hàng này là cái dòng này là nó chữa trị da cho mình luôn, mình thấy nó hay hơn một điểm là như vậy á. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.